Hiện tại thì đang có rất là nhiều những cái mẫu xe mới về, dòng xe Kia K165 đang có đời 15, 16, 17 và sau lưng em là một cái mẫu xe tải Kia K165 đời 2017 mới về. Chiếc xe này thì trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn rồi, xe không đâm va. Ngoài ra thì cũng đã rút hồ sơ về, anh em chỉ việc ra tên thôi. Và 2 phút review cùng Trọng Xe Đẹp về mẫu xe này nhá. Kia K165 đời 2017, một mẫu xe màu xanh dương, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn rồi. Toàn bộ tổng thành xe hiện tại vẫn là sơn zin nhá, sơn zin có đánh bóng. Đấy, tiếc một chút là chiếc xe này chủ của họ đánh bóng lên, khiến cho nó màu nó rực rỡ, nó không còn cái màu nguyên bản nó, nhưng mà về phần sơn, toàn bộ sơn zin không có bảo một chút nào cả nhá anh em nhá, không bảo một chút nào cả. Chúng ta sẽ cùng đến chi tiết hơn về tổng thành xe. Thì hiện tại thông tin cụ thể về đăng kiểm còn tới tháng 4 năm 2025 và đăng kiểm còn tương đối là dài, mới đăng kiểm xong. Đối với những cái mẫu đời 2017 hiện tại đăng kiểm vẫn đang là 1 năm 1 lần. Đây là toàn bộ vị trí phần chính diện đây. Tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng đến với những cái phần cột kèo này. Đấy, kính bất kính hãng nhé. Kính bất kính hãng này. Đấy, toàn phần cột đây. Đây, toàn phần cột đây. Cột nguyên bản nhé. Đấy, cam kết cho anh em luôn được vấn đề nó sẽ không có đâm va. Ok, tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng nhìn ở một vị trí bên phụ đây. Ở vị trí bên này thì ánh sáng nó sẽ chiếu vào nó rõ nét hơn, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ ràng hơn. Vào phần bên nội thất bên trong đây chúng ta có gì nhỉ? Đến một góc rộng hơn thì chúng ta cũng có thể thấy được rằng với phần ghế vải nguyên bản này, trần cũng là trần nguyên bản luôn. Trần nguyên bản nhá, chưa bọc trần. Chiếc xe này thì có trang bị đầy đủ điều hòa và cái phần giải trí thì cũng rất là cơ bản với đài FM. Chưa có trang bị màn hình hay cam lùi gì cả. Và đây chính là toàn bộ phần không gian nội thất bên trong của cái mẫu xe tải Kia K165 đời 2017. Đây, toàn bộ phần mặt bằng tắp lô đây. Và những phần hộp đẩy đồ. Đấy, tất cả mọi cái công năng đều sử dụng tốt. Ok. Và tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng đến với phần thùng bệ gầm sàn của mẫu xe này nhé. Tiếp tới phần thùng thì chúng ta có cái phần tôn thành thùng với bừng thành còn tương đối là đều đẹp. Có tỉa tót một chút ở vị trí phần diềm thùng này thôi. Đấy, tỉa tót một chút thôi nhé, không đáng kể. Đó, đây là toàn bộ phần bừng thành đây. Tiếp tới thì chúng ta sẽ cùng đến với cái phần sàn. Đây, đây là toàn bộ phần sàn sóng đây nhé. Đây, toàn bộ phần sàn sóng này vuông vắn này và không cong võng một chút nào cả. Đấy, không cong võng một chút nào nhá. Đây là cổng sàn đây. Đó, ok. Hệ thống chassis cũng vậy, tất cả mọi chi tiết đều nguyên bản. Xe cam kết cho anh em luôn được về cái chất lượng. Chassis thì đảm bảo cho anh em mà không có bị nứt vỡ gì cả nhá. Không nứt vỡ, không cong võng. Và lùi về phía sau thì chúng ta sẽ cùng ngó qua toàn bộ phần bừng đít cũng như là phần cánh thùng sau và phần lót sàn bên trong của cái mẫu xe này. Đây, đi sâu vào trong nhá. Đây toàn bộ phần. Đây sẽ chia sẻ. Đây sẽ chia sẻ về toàn bộ phần thùng bên trong của mẫu xe này đây. Sàn cũng đã được lót sàn rồi. Đấy, hiện tại đã được lót sàn và thùng có thể mở được cả 3 bực nhá. Thùng mở được cả 3 bực. Đây toàn bộ phần tôn này. Đó, đây. Toàn bộ phần thùng thành thùng thì nguyên bản, không có bị mục mọt gì cả. Và cũng không có bị móp méo gì luôn. Đấy, đây là chia sẻ về tổng thành phần kích thước bên trong của lòng thùng của cái mẫu xe tải Kia K165 đời 2017. Với kích thước thùng dài lọt lòng là 3,5m, rộng là 1,65m và cao là 1,7m anh em nhá. Đấy, bạt mới rồi. Đó, ok. Và đó là mẫu chia sẻ về tổng thành phần thùng bệ nội thất của cái mẫu xe tải Kia K165 đời 2017. Đó. Và bây giờ thì em sẽ lật phần máy lên và chúng ta sẽ ngó qua toàn phần cua lốp và phần máy móc của cái mẫu xe này nhé. Tiếp tới là toàn bộ phần cua lốp đây. Đây nhá, đây toàn bộ phần chỉ cua lốp đây. Đấy, cua lốp thì tổng thành nó không bị mục mọt gì cả và vẫn giữ nguyên được cái màu của cabin, đó là cái màu xanh. Chúng ta thấy rõ đây, đây vẫn giữ cái màu này. Đó, tiếp tới là toàn bộ phần chống nóng chống ồn đây. Và tiếp theo là chúng ta sẽ cùng đến phần máy. Thì toàn bộ phần mặt máy này nó khá là khô ráo.
Và hiện tại thì máy móc vẫn là zin nhá. Vẫn là máy zin. Đó. Ok, và chiếc xe này có trang bị một chiếc điều hòa hãng rồi. Điều hòa hãng thì nó sẽ có cái mát sâu hơn so với điều hòa nước ngoài anh em nhé. Và đây là phần ghế thùng đây. Toàn bộ phần ghế thùng này không móp méo gì cả. Và phần vị trí bàn tôn cũng vậy. Ok, và đó là chia sẻ về cái mẫu xe tải Kia K165 đời 2017. Và vừa rồi đó là một video review rất là chi tiết về mẫu xe này. Xin được chia sẻ lại thông tin về mẫu xe này Kia K165 đời 2017 với tải trọng là 2,4 tấn, thùng dài lọt lòng 3,5 mét, trang bị đầy đủ điều hòa, lót sàn, xe cam kết không được va. Và hiện tại cái mẫu xe này em đang báo giá với cái mức giá là 305 triệu đồng, và mức giá vẫn còn thương lượng khi anh em lên xem xe trực tiếp tại địa chỉ ở phố Gia Khánh, thị trấn Gia Tiên, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên qua các số hotline được hiển thị trên hình. Và cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ báo giá dòng xe Kia Olin ở video sau. Xin chào.